Trò trượt nước đó. Ở đó có cầu trượt với cả phao mà con chưa bao giờ đi. Con học hỏi được rất nhiều. Thứ nhất là cách tung lưới và thứ hai là cách kéo lưới. Con thấy rất là vui. Con có thể biết được là đá có thể tạo ra âm nhạc bằng là đàn đá, và con có thể bắt cá bằng lưới.